chế của tủ bếp inox mà bạn cần biết. Thì bất cứ một sản phẩm nào thì sẽ luôn tồn tại cái ưu và nhược điểm của nó. Thì tủ bếp inox thực ra cũng vậy thôi. Thì bên cạnh những cái rất là tuyệt vời như là độ bền cao, dễ vệ sinh, chống cong vênh mối mọt tốt, thì sau đây sẽ là 3 điểm yếu của tủ bếp inox mà bạn nên biết nếu như đang quan tâm đến sản phẩm này. Một là màu sắc nguyên bản bị chê lạnh. Người Việt Nam chúng ta thì đặc biệt là người lớn tuổi vẫn quen sử dụng gỗ tự nhiên bởi màu sắc trầm ấm. Thế nên khi mới tiếp xúc với tủ bếp inox, nhiều người thấy màu sắc của phần khung tủ này lạnh. Để khắc chế điểm yếu này thì nhiều đơn vị đang sử dụng tủ bếp inox sơn tĩnh điện. Thì Vinakit khuyên luôn, tuyệt đối không sử dụng tủ bếp sơn tĩnh điện. Lý do tại sao thì các bạn hãy xem một bài viết về mặt chuyên môn mà Vinakit sẽ để ở phần mô tả video này nhé. Cái nhược điểm thứ hai là nặng. Tất nhiên rồi, thì inox nó là kim loại mà. Thế nên làm tủ bếp inox, Vinakit vẫn khuyên phải chia cái module ra, chia nhỏ cái khoảng chịu lực của nó ra thì nó sẽ tốt hơn. Và khi lắp đặt thì cũng phải đúng kỹ thuật, kinh nghiệm để an toàn về kỹ thuật sau nhiều năm sử dụng. Cái nhược điểm thứ ba của tủ bếp inox, nó là một sản phẩm giá cao. Thì trừ với tủ bếp inox nhập khẩu, tủ bếp nhập khẩu ra thì tủ bếp inox là một sản phẩm có giá thành được đánh giá là cao so với các loại tủ bếp truyền thống. Thì khi sử dụng sản phẩm này thì bạn sẽ đầu tư một cái chi phí ban đầu khá là cao. Thì bạn có thể cân nhắc ở yếu tố đó. Thì tùy vào ngân sách của mỗi gia đình thôi, nhưng dù sao nếu ngân sách thoải mái thì dùng tủ bếp inox thì nó sẽ là một cái sản phẩm mà theo dạng là đầu tư một lần và dùng mãi mãi, thay vì dùng tủ bếp gỗ vài năm mà thay một lần, đúng không ạ? Trên đây là 3 hạn chế của tủ bếp inox mà Vinakit nghĩ rằng là bạn nên biết để sử dụng tốt hơn, biết để khắc chế hoặc chấp nhận các yếu điểm này khi sử dụng. Xin chúc các bạn sẽ sớm có những cái căn bếp ưng ý nhất. Vinakit, số 1 về uy tín, chất lượng và sự minh bạch.